Chiều nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Ngô Thị Kim Yến tiếp nhận xe cứu thương do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các đơn vị thành viên trao tặng cho thành phố. Theo đó, hai xe cứu thương trị giá hơn 2 tỷ đồng được thành phố bàn giao cho Trung tâm Cấp cứu Đà Nẵng tiếp nhận và sử dụng. Đây là tình cảm to lớn đến từ những người lao động dầu khí dành cho cộng đồng xã hội đại diện sở Y tế, ủy ban mặt trận thu quốc Việt Nam thành phố đã trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ đóng góp của đơn vị đối với công tác phòng chống dịch của thành phố. Đồng thời mong muốn các đơn vị sẽ tiếp tục đồng hành cùng thành phố đẩy lùi dịch bệnh trong thời gian tới.